Chúng tôi Nam Hương xin kính chào quý vị khán giả của đài SBTN. Kính thưa quý vị, vào ngày 16 tháng 2 năm 2014, Hội Cựu Sinh viên Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức đã tổ chức một buổi tiệc tân niên tại Trung tâm Văn hóa và Sinh hoạt Cộng đồng Người Việt Tự do New South Wales. Xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh phóng sự sau. Thưa quý đài, chúng tôi cái mục đích của bữa tiệc hôm nay là cái buổi họp mặt tân niên của tất cả các anh em cựu sinh viên sĩ quan Trừ bị Thủ Đức của tiểu bang New South Wales. Hôm nay chúng tôi họp mặt ở nơi đây cùng với phu nhân, các chiến hữu cũng như là bạn hữu, thân hữu của Thủ Đức để tổ chức cái ngày tân niên để anh em gặp mặt nhau mỗi năm ít nhất là một lần như thế này. Và trong tương lai thì Hội Thủ Đức chúng tôi luôn luôn sát cánh với các gia đình quân đội ở trong Hội Cựu Quân Nhân của tiểu bang New South Wales để có một cái công việc là phục vụ cho cộng đồng người Việt tự do của tiểu bang New South Wales. Trong cái chương trình này thì chúng tôi cũng rất mong muốn là có một ngày nào đó chúng tôi góp mặt với tất cả các chiến hữu khác để có cái cơ hội giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam, cũng như là đem lại cái sự tự do cho đồng bào Việt Nam, tranh đấu cho nhân quyền, giải thể chế độ Cộng sản và phải dẹp bỏ bọn Trung Quốc đang giành dân lấn đất của Việt Nam. Kính thưa quý vị, trong buổi tiệc hôm nay chúng tôi nhận thấy có một điểm rất là đặc biệt, đó là ông Nguyễn Đắc Dận đã vẽ một tấm tranh quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa trên nền nghĩa trang quân đội để tặng cho cộng đồng người Việt tự do New South Wales. Đây là nghĩa trang quân đội. Hàng cái trăm ngàn chiến hữu, trăm ngàn bác cha mẹ chúng ta đã nằm ở đây, chiến hữu toàn bộ chúng ta đã nằm ở đây hơn 100.000 người. Xin tặng cho các bạn để nhớ lại anh em chúng ta, cô bác của chúng ta đã bao trăm ngàn người đã nằm xuống. Đến ngày hôm nay ông làm tiến sĩ và các bạn khác điều khiển và tiếp tục theo con đường đó, con đường chính nghĩa đó, con đường phục quốc đó. Toàn ông để xin thay mặt cho ban chấp hành của cộng đồng người Việt tự do, xin cảm ơn bác đã có những cái lời rất là chân thành để giải thích cái bức tranh rất là đầy ý nghĩa cho chúng cháu và chúng con. Chúng con sẽ ghi nhận công ơn của bác, cũng giống như những lời khuyên, cũng giống như đầy ý nghĩa trong bức tranh này, chúng con sẽ cố gắng làm sao đó để tiếp tục đường lối đấu tranh cho tự do nhân quyền cho Việt Nam, để sau đó mong rằng một ngày nào đó Việt Nam chúng ta sẽ có những tự do thực sự cho người dân Việt Nam, miền Nam của chúng ta. Nam Hương tường trình từ Sydney, xin kính chào quý vị khán giả.